Thân ái chào các bạn tuổi Quý Mão 1963. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tháng 10 và tháng 11 của cái năm 2022. Thì bạn có cái mệnh của mình đó là kim bạch kim, nghĩa là vàng giác mỏng. Và cái vận niên cuộc đời của mình là quá lâm chi thố. Tuổi của mình là mượn con mèo đáng yêu, xinh xắn, hiền lành nha. Sinh ra đời gặp nhiều may mắn thuận lợi. Tại vì cái thiên can và địa chi của mình nó tương sinh cho nhau, cho nên cái bước đầu đời của mình làm ăn nó có nhiều cái thuận lợi, có nhiều cái may mắn bất ngờ đến với mình. Nhưng mà những cái bạn nam á, thì cái đường công danh nó có hơi và chậm hơn một chút. Tại vì nam á, thì cần có cái nước mạnh mẽ như là nước thủy triều. Nhưng mà mình có cái thiên can quý cho nên nó có vẻ trầm hơn một chút. Cái đường công danh mình nó không có nhiều cái biến động, không có nhiều cái sôi nổi, mà nó có vẻ trầm trầm, bình ổn hơn. Tuổi của bạc bạn, dù nam hay nữ gì cũng có nhiều người say đắm. Tại vì cái mệnh của mình là có cái người kêu là đào hoa số, cho nên lắm người đeo đuổi mình. Nhưng mà đeo đuổi mình nhiều thì cũng gây rắc rối cho mình nhiều khi mà mình đã lập gia đình, phải không các bạn? Tuổi Quý Mão thì thường thường xa nhà nè. Nay làm chỗ này thì lúc làm cái chỗ khác, ít có ổn định ở một cái chỗ nào lâu dài. Và tuổi của bạn cũng nên xa quê lập nghiệp thì có nhiều cơ hội để các bạn được phát tài phát lộc, tốt hơn là bạn ở tại quê hương của mình. Người tuổi Mão thông minh lanh lợi, là có nhiều nghệ sĩ tính, có nhiều tài hoa. Và nhưng mà các bạn có đặc điểm là các bạn ít có bạn tâm giao, cái nghĩa là cái người bạn tri kỷ mà hiểu mình nhiều á, thì các bạn lại không có. Giao du bình thường thì chúng ta có, nhưng mà tìm người tri kỷ cho mình thì các bạn khó tìm lắm. Còn hôn nhân của các bạn có tốt hay xấu thì phụ thuộc vào cái ngày tháng năm sinh của mình, giờ sinh của mình, và tùy thuộc vào cái tuổi của người bạn đời của mình có hợp với mình hay không. Thêm vào đó chúng ta phải cần xem về coi phần phúc của cha ông mình để lại cho mình nó như thế nào. Rồi tiếp tục là cái công đức của mình nó tạo dựng ra sao thì mình sẽ được hưởng phúc, được hưởng lợi từ cái đó nữa. Chứ không phải chúng ta nói là chúng ta có tài, chúng ta có tiền mà làm nên tất cả, mà còn tùy thuộc vào âm đức của ta nữa. Thế nên chúng ta phải biết cách là chúng ta phải bồi đức, chúng ta phải làm những việc tốt để mà cái cuộc đời của chúng ta nó được êm xuôi, nó được tốt đẹp mãi mãi nha. Bây giờ trong cái tháng 10 đó là cái tháng Tân Hợi, mà Tân nó thuộc hành kim, mà mình là Quý là thủy, cho nên cái tháng 10 này bạn làm ăn có tiền có bạc, công chuyện của mình thì nó bình ổn, không có gì đáng nói hết. Và sức khỏe của các bạn ở cái mức độ bình hòa, không có khó khăn. Tại vì mệnh của mình là mệnh kim, mà gặp cái tháng kim cho nên nó bình ổn. Khuyên với các bạn nam là trong cái tháng 10 các bạn hãy nên cẩn trọng về vấn đề tình cảm gia đình. Có những cái chuyện không hay, vợ chồng có thể mâu thuẫn với nhau, hoặc là sức khỏe của mình, hoặc là người bạn, những người thành viên trong gia đình của mình có vấn đề về sức khỏe. Các bạn nữ thì gia đạo được hạnh phúc, viên mãn, vui vẻ, thân ái với nhau. Qua tháng 11 là cái tháng Nhâm. Nhâm thì thuộc về hành thủy, mà mình quý cũng là thủy, cho nên cái tiền bạc của mình nó ở cái mức độ bình hòa, không tiến cũng không hơn mà cũng không thua. Nhưng mà công việc của mình có chuyện nó không hay lắm, có những cái chuyện nó khắc kỵ. Tại vì tuổi mình là tuổi Mão mà gặp cái tháng Tý, cho nên nó có nhiều cái trục trặc,
có nhiều cái chuyện thương hại đối với mình, nó không tốt đẹp mấy. Về sức khỏe của các bạn thì các bạn cũng chú ý cho, tại vì mình đó là người mệnh kim mà gặp kế tháng mộc, kim với mộc gặp nhau cho nên mình cũng dễ gặp ốm đau bệnh hoạn, và mình cũng gặp nhiều cái chuyện không hay đối với chuyện ở xung quanh, đối với chuyện mà đối nhân xử thế nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn. Đáng mừng là trong cái tháng 11 này là cái gia đạo của bạn nam hay bạn nữ gì cũng được cái sự hạnh phúc, được cái sự mà tràn ngập cái tiếng cười, tràn ngập cái niềm vui. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái tháng 10 và tháng 11 của năm 2022 đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.